Nhà đất Bảo Hoàng rất vui mừng được gặp lại quý vị với chị khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng. Kênh mua bán nhận ký gửi và nhận giới thiệu nhà đất tại khu vực Hồ Chí Minh, Thủ Đức và đặc biệt là khu vực Bình Dương. Vâng, thưa quý vị, trong buổi sáng hôm nay, Bảo Hoàng đang có mặt trên trục đường D11 thuộc khu dân cư Việt Sinh V1, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review và chia sẻ những vị một lô đất ngang năm dài 100m2 thổ cư. Sở hữu trục đường mặt tiền chợ đường D11 chợ Việt Sinh. Vâng, đây là lô đất mà buổi sáng hôm nay Bảo Hoàng muốn chia sẻ đến cho quý vị, lô đất kế quán cà phê và kế bên quán một kiosk bọc xốp và một dãy cửa hàng kinh doanh trên trục đường D11, trục đường chợ Việt Sinh. Vâng, lô đất của nhà mình thì có thể xây cất tự do 5 tầng lầu, 1 tầng hầm. Trên trục đường phía trước có lòng đường chiều ngang 8m, hành lang vỉa hè mỗi bên là 4m. Trục đường chính đi chợ trong khu dân cư Việt Sinh V1 nối thông với đường D1, đường D5, đường D33, D35 và nối thông với trục đường ngoài là đường 22 tháng 12, đường quốc lộ 13 siêu thị Eon Bình Dương, đường DT743, cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, vòng xoay An Phú. Vâng, đây là lô đất mà sau này Bảo Hoàng đã đang chia sẻ cho quý vị. Chúng ta có thể xây cất làm văn phòng, showroom, mặt tiền kinh doanh chợ, làm tiệm kinh doanh thuốc tây, tiệm cầm đồ vân vân. Trên trục đường này thì quý vị có thể kinh doanh bất cứ ngành nghề gì, vì đây là trục đường chính chợ, trục đường D11. Còn phía trước là ngã tư chợ, thưa quý vị. Còn phía trước là ngã tư chợ buôn bán kinh doanh ở trên rất là tấp nập, và cái đoạn dưới ở trục đường này, vị trí lô đất của nhà mình cũng là vị trí rất là đẹp gần với ngã tư chợ ở phía trên. Đường thông thoáng nối thông với đường D5 chợ đêm, D35, D33. Đó là những đường chính, đường lớn trong khu dân cư Việt Sinh V1. Và cùng tại vị trí này thì căn nhà chúng ta cũng rất là gần với thành phố Hồ Chí Minh. Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 12 đến 17 cây số. Cách trung tâm thành phố Thủ Dầu Một thì khoảng tầm 5 đến 7 cây. Cách thành phố Biên Hòa khoảng tầm 22 đến 25 cây số. Một vị trí rất là trung tâm để quý vị có thể mua đầu tư kinh doanh, hoặc là mua xây làm văn phòng cho thuê, làm showroom vân vân. Rất là nhiều những cái công năng có thể thiết kế trên lô đất ngang năm dài 100m2 thổ cư trong buổi sáng hôm nay Bảo Hoàng đã và đang chia sẻ đến quý vị. Với mức giá là 5.700.000.000 đồng, sau này quý vị sẽ gặp trực tiếp chủ lô đất để thương lượng. Vâng, và lô đất của nhà mình thì có hướng chính là hướng nam. Hướng nam mát mẻ, trục đường thông thoáng ở phía trước, đường D11. Vâng, nếu quý vị đang có nhu cầu mua để hoặc đầu tư thì hãy gọi cho Bảo Hoàng để đến tham quan và khảo sát sản phẩm này. Một lần nữa Bảo Hoàng cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian xem video. Đừng quên bấm đăng ký kênh nút thông báo và quả chuông để có thể xem lại video này cũng như là đón xem những sản phẩm, những video mới sẽ được Bảo Hoàng cập nhật trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng mỗi ngày. Một lần nữa Bảo Hoàng xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.